Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các con đọc bài ở nhà môn tiếng Việt lớp 1 năm 2020 bộ sách cảnh diều bài 6. Các con hãy lật sách ra trang 16, 17 và quan sát bài học cho cô. Hôm nay các con sẽ được học hai âm ơ, ya các con sẽ được học hai âm ơ giờ các con làm quen với tranh vẽ nào bức tranh vẽ gì các con đây là bức tranh vẽ một lá cờ đây là lá cờ tổ quốc việt nam của chúng ta đó các con ạ à. lá cờ có nền đỏ chính giữa có ngôi sao vàng đây là lá cờ Tổ quốc của chúng ta. Và mỗi buổi sáng thứ hai đầu tuần các con đến trường được chào cờ, mắt hướng về lá cờ và nghiêm trang để chào quốc okay. kỳ. Tiếng mới hôm nay các con được học là tiếng cờ. Tiếng cờ này được ghép bởi hai âm, âm cờ đứng trước, âm mơ đứng sau, dấu thanh huyền trên âm mơ. Các con đọc cô sẽ hướng dẫn các con đánh vần cờ ơ cơ huyền cờ cờ ơ cơ huyền cờ các con đánh vần thầm cho cô các con đánh vần theo cô cờ ơ cơ huyền cờ cờ ơ cơ huyền cờ cờ ơ cơ huyền cờ các con hãy làm quen tranh thứ hai bức tranh thứ hai vẽ gì các con bức tranh thứ hai vẽ một chiếc cặp da à, đây là chiếc cặp các con thường hay mang đi học và người lớn thường hay dùng chiếc cặp này để đi làm Cô giáo thầy giáo dùng chiếc cặp để đựng sách vở đến trường để dạy các con đấy các con ạ. À. Cặp được làm bằng da này, bằng nhựa này, à đủ loại hết. Nhưng hôm nay chúng ta học là chiếc cặp da. Từ mới hôm nay các con được học là tiếng da. Tiếng da được ghép bởi hai âm, âm giờ đứng trước, âm a đứng sau. Các con lưu ý âm giờ đứng trước, âm a đứng sau. Đọc là gia. Cô sẽ hướng dẫn các con đánh vần. Giờ a gia. Giờ a gia. Giờ a gia. Các con đọc thầm cho cô Các con đọc lại cho cô. Giờ a ya. Giờ a ya. Giờ a ya. Đọc trơn cho cô. Ya. 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 Các con đọc lại bài. Ơ cờ ơ cơ huyền cờ chúng ta đọc lại ơ ơ cơ huyền cờ ơ cờ, cờ. Ờ, cờ ơ cơ huyền cờ giờ giờ a gia giờ giờ a gia giờ giờ a gia vậy bài học hôm nay của các con có mấy âm bài học của các con có hai âm âm ơ âm giờ hai tiếng mới các con học hôm nay tiếng cờ gia các con đọc lại ơ cờ ơ cơ huyền cờ đặt trên là cờ giờ giờ a, gia gia chúng ta chuyển sang tiếng nào có âm ơ. Ở đây có 6 hình vẽ, các con quan sát xem hình vẽ vẽ gì nào. Nơ, đây là cái nơ, à nơ người ta thường hay cài tóc hoặc là làm uh, cài trên áo rất là đẹp à làm kiểu rất là đẹp nơ có âm ơ đây là chợ người ta được nhóm chợ ở quê đây các con ở quê người ta hay ngồi xổm ở à, đây là chợ quê ừ. người, ở chợ này người ta mua bán kẻ bán người mua rất là đông đúc nhộn nhịp ừ. đây là chợ tiếp theo là rổ đây là cái rổ dùng để đựng rau, đựng thức ăn. Rổ nhựa, rổ nhôm, rổ inox, có nhiều loại rổ, rổ tre nữa các con. Đây là phở. Đây là một tô phở. À. Phở các con thường hay được bố mẹ cho đi ăn phở đó hoặc ở nhà bố mẹ nấu cho con ăn ấy, phở rất là ngon. À, các con ăn rất là ngon tiếp tục đây là mơ đây một đĩa mơ tiếp tục đây là xe xe ở đây là xe máy đó các con hay người ta còn gọi là xe honda à bây giờ các con tìm cho cô tiếng nào có âm ơ nào hãy nối vào cho cô nơ có âm ơ chờ có âm ơ phở có âm ơ mơ có âm ơ và trong này có hai tiếng xe và rổ không có âm ơ chỉ có âm ô thôi bây giờ các con hãy đọc to tiếng có âm ơ nào nơ chờ phở mơ các con đọc lại nơ chờ phở mơ các con hãy đọc lại cho cô lần nữa nơ chờ phở mơ đó là những tiếng hôm nay các con học có âm ơ các con đọc lại cho cô ơ ơ chúng ta chuyển sang phần tiếp theo tiếng có âm giờ các con quan sát nha xem thử hình ảnh vẽ gì nào rồi cô và các con cùng phát biểu nào dê à đây là hình vẽ con dê dê khỉ dâu dừa táo hình ảnh đã vẽ dê dế khỉ dâu dừa và táo vậy chúng ta tìm xem tiếng nào có âm giờ và nối vào cho cô nha dê đúng rồi tiếng dê có âm giờ dế có âm giờ dâu có âm giờ dừa có âm giờ các con hãy đọc to tiếng có âm giờ nào dê dế dâu dừa các con đọc lại dê dế dâu dừa chúng ta chuyển sang phần tập đọc các con co quan sát tranh vẽ cho cô thứ nhất là vẽ gì nào đây là vẽ lá cờ tiếng cờ các con đọc cho cô cờ cờ cờ, cờ. các con hãy đánh vần cho cô cờ ơ cơ huyền cờ cờ ơ cơ huyền cờ đọc trơn cờ bức tranh thứ hai vẽ gì các con bức tranh thứ hai vẽ cá cờ các con đánh vần cờ a ca sắc cá cờ ơ cơ huyền cờ các con đánh vần lại cờ a ca sắc cá cờ ơ cơ huyền cờ các con đọc trơn cá cờ cá cờ cá cờ bức tranh thứ ba vẽ gì các con bức tranh thứ ba vẽ da cá các con hướng à, như, các con thể đọc theo cô giờ a da cờ a ca sắc cá giờ a da cờ a ca sắc cá da cá Gia, cá bức tranh tiếp theo vẽ gì các con bức tranh tiếp theo vẽ cổ cò cờ ô cô hỏi cổ cờ o co huyền cò các con đọc trơn cổ cò cổ cò cổ cò các con đọc lại cờ cá cờ, da cá, cổ cò. Các con đọc lại một lần nữa. cờ cá cờ, da cá, cổ cò. Cô và các con đọc lại bài. Ơ. Ờ cờ ơ cơ huyền cờ cờ giờ giờ a gia gia các con đọc lại lần nữa ờ. ơ cờ ơ cơ huyền cờ giờ giờ a gia gia ơ giờ cờ cá cờ da cá cổ cò các con đọc lại cái phần luyện viết ơ ờ, cờ giờ da cô và các con sẽ ôn lại các âm mà chúng ta đã học rồi o ô ơ ờ, giờ, giờ. Vậy bài học hôm nay các con được học mấy âm nào? À, bài học của các con được học hai âm, ờ, giờ. Và hai tiếng mới là tiếng nào các con? cờ, ra. Các con đọc lại các cái âm mà chúng ta vừa mới học ơ giờ đây là âm ơ và âm giờ in thường ơ giờ ở dưới này là âm ơ và âm giờ in hoa các con đọc lại ơ ơ giờ giờ các con đọc lại ơ ơ giờ yeah, giờ yeah. bài học của các con đến đây là hết rồi cô chúc các con chăm ngoan học giỏi cô chào các con nếu bạn thấy video này hay và hữu ích thì hãy bình luận cảm ơn ở phía bên dưới để chúng tôi có thêm nhiều động lực để làm ra được những video hay hơn nữa nhé và đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh và bấm vào cái hình chuông ở phía bên cạnh để xem được những video sớm nhất.